Xin chào kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba, 31 tháng Giêng năm 2023. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Anh Quốc. Thủ tướng Anh Quốc sa thải chủ tịch đảng bảo thủ. Thủ tướng Anh Quốc là ông Rishi Sunak đã quyết định sa thải chủ tịch đảng bảo thủ là ông Nakim Sanawi sau một cuộc điều tra cho thấy ông này đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng bộ luật của bộ trưởng. Trước đó, Thủ tướng Sunak đã ra lệnh cho cố vấn độc lập điều tra các nghi vấn liên quan tới vấn đề thuế của ông Zawari, người từng giữ chức vị Bộ trưởng Bộ Tài chính trong một thời gian ngắn trong giai đoạn bất ổn chính trị tại Anh Quốc vào hồi năm ngoái. Ông Zahawi nói rằng cơ quan thuế của Anh Quốc đã ra phán quyết là ông bất cẩn với các tờ khai của ông chứ không phải là cố tình vi phạm quy định để được trả ít thuế hơn. Cố vấn độc lập là Laurie Magnus cho hay ông Zahawi đã liên tiếp nói dối các nhà lãnh đạo của đảng bảo thủ khi ông bị cơ quan thuế điều tra dẫn tới việc chính trị gia này phải nộp phạt vì chậm thanh toán khoản tiền lên tới 6 triệu 200 ngàn Mỹ Kim xả súng tại tiệc sinh nhật ở Nam Phi, 8 người thiệt mạng. Theo hãng tin Reuters, một vụ xả súng xảy ra ngày 30 tây tháng Giêng tại một ngôi nhà ở thành phố cảng Gbeha, Nam Phi. Hai tay súng bắn vào nhóm người đang tụ tập dự tiệc sinh nhật. Cảnh sát cho biết chưa bắt giữ được các tay súng và họ cũng chưa xác định được danh tính người thương vong. Tuy nhiên, họ cho biết người tổ chức tiệc sinh nhật nằm trong số người bị bắn chết. Chủ nhà đang tổ chức tiệc sinh nhật thì hai tay súng lạ mặt vào sân và bắt đầu xả súng vào các vị khách. Cảnh sát cho biết, theo cảnh sát, các tay súng đã bắn ngẫu nhiên vào khách dự tiệc ba người bị thương đang giành giật sự sống trong bệnh viện ông nomte cảnh sát trưởng tỉnh eastern cape lên án vụ giết người là coi thường trắng trợn mạng sống con người. Cảnh sát chưa rõ động cơ của vụ tấn công và đang điều tra hung thủ. Theo hãng tin AFP, các vụ xả súng thường xuyên xảy ra ở Nam Phi. Quốc gia này có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới do bạo lực băng đảng và rượu. Năm ngoái, Nam Phi xảy ra một loạt vụ xả súng làm gần 20 người thiệt mạng tại các quán bar ở các khu ngoại ô, tập trung nhiều người lao động ở Johannesburg và Pieter Marisburg tìm thấy hơn 50 trẻ em trên chiếc xe tải chở người di cư ở Mexico. Viện Di cư Quốc gia Mexico gọi tắt là INM cho hay, hôm 28 tháng Giêng vừa qua, các nhân viên điệp vụ liên bang đã ngăn chặn một chiếc xe tải chở người di cư tại một trạm kiểm soát ở tiểu bang Chihuahua, phía bắc của Mexico, giáp biên giới với Hoa Kỳ. Trên chiếc xe tải này có tổng cộng 67 người di cư đến từ Guatemala, trong số đó có 57 trẻ em vị thành niên không có người thân đi cùng, phần lớn là các thiếu niên tuổi từ 14 tới 17 tuổi. Trong nhóm này cũng có một phụ nữ đi cùng với hai cô con gái, tất cả đều không có giấy phép di cư hợp lệ. Tài xế của chiếc xe trên đã được chuyển tới văn phòng Tổng Trưởng lý Mexico, còn các trẻ em không có người thân đi kèm được chuyển giao cho chính quyền tiểu bang hồi gần đây cơ quan nhập cư của mexico cũng tìm thấy có ba trẻ em người salvador không có người thân đi cùng mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ ở rio grande nằm giữa biên giới hoa kỳ và mexico theo cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới hoa kỳ thì cuối năm ngoái số các trường hợp bị bắt giữ ở biên giới gần chạm mốc kỷ lục mặc dù con số này đã giảm mạnh vào tháng giêng sau các hạn chế mới do tổng thống joe biden áp dụng Cựu Thủ tướng Anh nói từng bị ông Putin dọa tấn công tên lửa. BBC ngày 30 tây tháng Giêng phát sóng phim tài liệu Putin đối đầu phương Tây với phần phỏng vấn cựu Tổng thống Anh Boris Johnson. Trong trailer, ông Johnson cho biết Tổng thống Nga Putin đưa ra lời đe dọa khi hai lãnh đạo điện đàm trước ngày 24 tây tháng 2 năm 2022, thời điểm Nga đưa quân vào Ukraine. Có lúc ông ấy dường như đã đe dọa tôi, ông ấy nói. Boris, tôi không muốn làm tổn hại ông hay nước Anh, nhưng với một tên lửa thì sẽ chỉ mất một phút thôi. Cựu Thủ tướng Anh kể lại, ông Johnson cho biết trước khi chiến sự nổ ra, ông đã rất nỗ lực nói với ông Putin rằng không có khả năng Ukraine sắp gia nhập NATO, đồng thời cảnh báo người đứng đầu Điện Kremlin rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Moscow cũng khiến NATO tăng cường hiện diện ở biên giới Nga, thay vì ít đi. Phim tài liệu của BBC khắc họa sự chia rẽ ngày càng lớn giữa lãnh đạo Nga và phương Tây trong những năm trước chiến sự Ukraine. Phim cũng có cảnh ông Zelensky nói về tham vọng gia nhập NATO bị cản trở trước cuộc tấn công của Nga. Nếu các ngài biết ngày mai Nga sẽ chiếm Ukraine, tại sao không cho tôi thứ gì đó ngay hôm nay để tôi có thể ngăn chặn? Tổng thống Ukraine nói, hoặc nếu không thể trao cho tôi, vậy các ngài hãy tự ngăn chặn đi. Vẫn tin liên quan thì Phía Nga cáo buộc là ông Johnson nói dối về lời đe dọa tấn công bằng hỏa tiễn. Điện Kremlin cáo buộc là cựu Thủ tướng Anh Quốc nói dối và đặt dấu hỏi về lý do tại sao ông Boris Johnson kể rằng Tổng thống Nga là ông Putin từng đe dọa tấn công bằng hỏa tiễn vào ông. Phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết như sau, Không, những gì ông Boris Johnson nói là không đúng sự thật hay chính xác hơn là một lời nói dối. Nếu đó là sự dối trá có chủ đích, thì cần đặt câu hỏi rằng mục đích của ông ấy là gì khi phát biểu như thế vậy hay liệu đây là lời nói dối vô ý cho thấy ông Johnson không hiểu những gì mà tổng thống Putin đang đề cập tới. Phát biểu được đưa ra sau khi cựu thủ tướng Anh Quốc là ông Boris Johnson nói rằng tổng thống Putin từng đe dọa tấn công bằng hỏa tiễn vào ông ngay trước khi phát động chiến tranh ở Ukraine. Phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Peskov khẳng định, ông nắm rõ những nội dung được Tổng thống Putin chuyển đến cựu Thủ tướng Anh Quốc. Ông nói như sau, không có lời đe dọa tấn công hỏa tiến nào. Tổng thống Putin nói về những thách thức với an ninh của Nga, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có thể đặt hỏa tiễn sát biên giới với Nga nếu như Ukraine gia nhập vào khối NATO và chúng có thể bay tới thủ đô Moscow chỉ trong vòng vài phút. Ông Boris Johnson chưa đưa ra lời bình luận nào. Tổng thống Nga sẵn sàng liên lạc với Thủ tướng Đức. Ngày 30 tây tháng Giêng, ông Peskov, người phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin sẵn sàng liên lạc với Thủ tướng Đức Olaf Scholz dù hiện chưa có cuộc điện đàm nào được lên lịch. Theo hãng tin nhà nước RIA Novosti của Nga. Người phát ngôn của Thủ tướng Đức hiện chưa phản hồi về tuyên bố của phía Nga bởi ông Sô đang có chuyến thăm Nam Mỹ. Dù vậy, báo Tegasbigo của Đức đã dẫn lời ông Sô về việc sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Nga trong một bài viết vào ngày 30 tây tháng Giêng. Tôi cũng sẽ nói chuyện với ông Putin một lần nữa bởi vì đó là điều cần thiết. Thủ tướng Đức cũng khẳng định Tổng thống Putin có trách nhiệm rút quân khỏi Ukraine để chấm dứt cuộc xung đột. Ông Putin và ông Sho điện đàm với nhau lần cuối vào đầu tháng 12 năm ngoái. Thời điểm đó, nhà lãnh đạo Nga cho biết đường lối của Đức và phương Tây đối với Ukraine là phá hoại và kêu gọi Berlin suy nghĩ lại về cách tiếp cận của mình. Hiện Đức là nhà tài trợ khí tài quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Tuần trước, Đức đã đồng ý gửi 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine đồng thời chấp thuận để các nước châu âu khác gửi xe tăng leopard cho ukraine ngay sau đó mỹ cũng tuyên bố gửi xe tăng m1 abrams cho kiev diễn biến trên đã khiến điện kremlin tức giận Nước Đức tái khẳng định không chuyển máy bay chiến đấu cho Ukraine. Thủ tướng Đức là ông Olaf Scholz một lần nữa khẳng định nước Đức sẽ không gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine trong lúc Nga đang lên án gây gắt các cam kết cung cấp xe tăng của phương Tây cho Ukraine. Còn Ukraine thì kêu gọi phương Tây hãy gia tăng cung cấp vũ khí tân tiến hơn cho quốc gia này. Ông nói như sau: "Câu hỏi về máy bay chiến đấu hoàn toàn chưa được tính đến." Lời bình luận của Thủ tướng Đức được đưa ra sau khi một giới chức cao cấp của Ukraine vào hôm 29 tháng Giêng nói rằng Ukraine và các quốc gia đồng minh phương Tây đang tham gia các cuộc đàm phán nhanh chóng hơn về khả năng gửi máy bay quân sự cũng như hỏa tiễn tầm xa tới để giúp Ukraine đối đầu với Nga trên chiến trường. Thủ tướng Đức vào tuần trước cũng loại trừ khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine với lý do cần phải ngăn chặn sự leo thang về quân sự Ông nói như sau, sẽ không có việc chuyển giao máy bay chiến đấu nào cho Ukraine, không có cuộc xung đột nào giữa NATO và Nga. Chúng tôi sẽ không cho phép tình hình leo thang theo chiều hướng như thế. Thổ Nhĩ Kỳ có thể chặn thủy Điển gia nhập NATO. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm 30 tây tháng Giêng cho biết Ankara có thể chấp thuận cho Phần Lan gia nhập NATO mà không có thủy Điển, trong bối cảnh căng thẳng giữa Ankara và Stockholm gia tăng. Ankara cáo buộc các nước Bắc Âu chủ yếu là Thụy Điển, tài trợ cho đối tượng họ coi là khủng bố, bao gồm các thành viên của đảng công nhân người Kurd PKK. Ông Erdogan đã lặp lại yêu cầu Thụy Điển giao nộp các nghi phạm Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm. Chúng tôi đưa cho Thụy Điển danh sách 120 người và đưa yêu cầu dẫn độ. Nếu họ từ chối thì xin lỗi nhé. Ông Erdogan đề cập tới việc xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Nếu thực sự muốn gia nhập NATO, quý vị cần giao nộp những kẻ khủng bố này. Phát biểu của ông Erdogan được đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ đàm phán gia nhập NATO với hai quốc gia này sau cuộc biểu tình ở Stockholm, trong đó có việc đốt kinh Koran. Thụy điển có cộng đồng người Kurd lớn hơn Phần Lan và có bất hòa nghiêm trọng hơn với Ankara. Thụy điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine, nhưng ấp phải sự trì hoãn từ Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên lâu năm của liên minh. Sự đối đầu giữa Ankara và Stockholm khiến Phần Lan lần đầu tiên ám chỉ vào tuần trước rằng họ có thể buộc phải tìm cách gia nhập NATO mà không có Thụy điển người dân tại Đan Mạch nổi giận vì kế hoạch hủy bỏ một ngày nghỉ lễ. Liên minh chính phủ của đảng cánh tả do Thủ tướng Matt Frederiksen lãnh đạo đang lên kế hoạch hủy bỏ ngày lễ tôn giáo mang tên Ngày Cầu Nguyện Vĩ Đại, vốn có truyền thống từ thế kỷ 17. Mục đích của chính phủ đang Mạch hủy bỏ ngày nghỉ lễ này để dành tiền cho ngân sách quốc phòng để đạt được 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP là mức do khối NATO đề ra vào năm 2030 thay vì vào năm 2033 như kế hoạch. Hành động này dự kiến mang lại thêm cho ngân sách của chính phủ Đan Mạch 3 tỷ kroner, tức là hơn 303 triệu Mỹ Kim Giới hữu trách tại Đan Mạch cho hay, việc gia tăng tốc độ về ngân sách quốc phòng là điều cần thiết trong lúc châu Âu đang gặp phải những khủng hoảng như hiện nay. Tuy nhiên, kế hoạch hủy bỏ một ngày lễ nghỉ sẽ đồng nghĩa với việc mỗi người lao động phải làm thêm 7.4 giờ đồng hồ Lizette Riska, là người đứng đầu liên đoàn FH là công ty lớn nhất của quốc gia này cảnh báo như sau. Đó là mối đe dọa lớn đối với mô hình của Đan Mạch. Các chính trị gia nên đứng ngoài vấn đề thị trường lao động. Nếu họ tiếp tục làm điều này thì họ sẽ áp đặt ý chí của họ và vi phạm các thỏa thuận của chúng tôi. Cuộc thăm dò hồi gần đây của các nhà nghiên cứu thị trường Opinion cho thấy chỉ có 17% người dân đang mạch ủng hộ cho kế hoạch nói trên, trong khi 75% phản đối. Jasper Gosgrat Hansen là người đứng đầu công đoàn chính đại diện cho quân nhân nói rằng tôi rất tức giận vì họ sử dụng danh nghĩa quân đội theo cách này, bằng cách nói rằng số tiền từ ngày nghỉ lễ đó sẽ được dùng để gia tăng ngân sách quốc phòng đến đây kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị khán thính giả những lần sống của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Đám đông phản đối tân đại sứ Mỹ ở Nga, Mỹ nói duy trì đối thoại. Tân đại sứ Mỹ tại Nga Lynn Tracy bị đám đông vây quanh la hét khi đến Bộ Ngoại giao Nga trình thư ủy nhiệm ngoại giao. Bà Tracy bắt đầu nhiệm kỳ giữa lúc căng thẳng hai nước leo thang. Theo hãng tin Reuters, đám đông hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ khi bà Tracy đến Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow ngày 30 tây tháng Giêng. Nhóm này cầm những tấm bản viết thông điệp chỉ trích Washington như xe tăng của các người đang giết hại dân thường. Bà Tracy đến Nga tuần trước giữa lúc quan hệ giữa Washington và Moscow gần như ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Hai bên có rất ít các cuộc tiếp xúc cấp cao. Mỹ phản ứng với cuộc chiến giữa Ukraine và Nga bằng cách cung cấp vũ khí cho Kyiv, bao gồm các xe tăng chiến đấu chủ lực sắp chuyển giao và cùng các đồng minh phương Tây áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. Tuần trước, Điện Kremlin nói rằng không có hy vọng cải thiện quan hệ song phương trong tương lai gần. Trước đó, hãng tin RIA của Nga cho biết bà Tracy sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vào đầu tuần này. Ông Ryabkov nhắn nhủ tân đại sứ Mỹ rằng ông hy vọng bà tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của Nga. Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đưa tin. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ cho biết Đại sứ Tracy sẽ tập trung vào việc duy trì đối thoại giữa hai thủ đô vào thời điểm căng thẳng chưa từng có, bảo vệ lợi ích của công dân Mỹ bị giam giữ ở Nga và hỗ trợ mối quan hệ giữa người dân Mỹ và Nga. Chính phủ Hoa Kỳ ngầm thừa nhận rằng do Thái đã tấn công Iran Bộ Quốc phòng Iran vào hôm 30 tháng Giêng xác nhận một vụ tấn công bằng máy bay không người lái siêu nhỏ tại một nhà máy sản xuất vũ khí ở thành phố Isfahan, miền trung của Iran. Một chiếc máy bay bị bắn hạ và hai chiếc còn lại bị mắc bẫy phòng thủ của và nổ tung. Phía Iran khẳng định sự việc xảy ra thiệt hại nhỏ cho máy của một nhà xưởng và không có thương vong nào. Phát ngôn viên của ngũ giác đài là trưởng tướng Patrick Ryder cho hay không có lực lượng quân sự nào của Hoa Kỳ tham gia vào các cuộc tấn công ở Iran và từ chối bình luận thêm. Tuy nhiên, một viên chức Hoa Kỳ giấu tên tiết lộ với hãng tin Reuters rằng có thể do Thái liên quan tới vụ này. Ngoại trưởng Iran là ông Hossein Amrika Bolayan gọi đây là cuộc tấn công hèn nhát nhằm tạo ra sự bất an ở Iran, nhưng không nêu tên quốc gia nào Giới truyền thông của chính phủ Iran thì đã đưa ra lời bình luận của nghị sĩ Hossein Mirza, trong đó nói rằng có khả năng là do Thái đứng sau sự việc này. Do Thái từ chối bình luận. Do Thái và Iran là đối thủ không đội trời chung với nhau, đồng thời từ lâu đã tuyên bố sẵn sàng tấn công các mục tiêu trên đất của Iran nếu vấn đề ngoại giao không ngăn chặn được chương trình nguyên tử hoặc hỏa tiễn của Iran. Vụ tấn công diễn ra trong lúc tình hình căng thẳng giữa Iran với phương Tây chưa giảm đi. Iran bị cáo buộc là đang cung cấp những máy bay không người lái tầm xa cho Nga sử dụng để chiến đấu tại Ukraine. Cựu Tổng thống Trump lên tiếng về vụ cảnh sát đánh đập Tyree Nichols. Cựu Tổng thống Trump sử dụng từ khủng khiếp để mô tả video quay cảnh năm sĩ quan Memphis đánh đập Tyree Nichols. Ông nhấn mạnh vụ tấn công không bao giờ nên diễn ra. Video thể hiện sự ác ý, bạo lực và thật khó tin với một hành vi vi phạm giao thông. Ông Trump nói, cựu Tổng thống nhận định cảnh sát Memphis đã thực hiện bước đi mạnh mẽ khi giải tán đơn vị cảnh sát liên quan đến vụ tấn công. Video được công bố ngày 27 tháng Giêng cho thấy, Nichols liên tục gọi mẹ khi bị đánh đập cách nhà mình khoảng 100 mét. Cảnh sát thuộc Squabian đã còng tay dùng gậy bà Tông, súng điện và hơi cay tấn công nạn nhân. Không sĩ quan nào ngăn chặn vụ đánh đập hay giúp đỡ Tyree Nichols. Cựu Tổng thống Trump cho biết, việc anh Nicole gọi mẹ là khoảnh khắc rất buồn. Thành thật mà nói đây là điểm khiến tôi nhớ mãi, cựu tổng thống nói. Ông Trump tại nhiệm trong khoảng thời gian khắp nước Mỹ chứng kiến biểu tình sau cái chết của George Floyd vào mùa hè năm 2020. Vào thời điểm đó, cựu tổng thống đã ký sắc lệnh cải tổ ngành cảnh sát, nhưng vấp phải chỉ trích của một số người chưa thừa nhận tính phân biệt chủng tộc tồn tại trong ngành cảnh sát. Con gái của ông Eric Garner tức giận với đoạn video cho thấy cảnh sát đánh đập ông Ty Nico. Cô nói như sau, chúng ta chờ đợi đoạn video này được công bố như thế đây là một bộ phim độc quyền cần được công chiếu vào một ngày nhất định. Điều này thực sự làm tôi tức giận. Con gái ông Eric Garner là người da màu bị cảnh sát New York khóa cổ cho tính chết hồi năm 2014, đã tức giận nói với nhật báo News Nation. Phát biểu của cô đưa ra sau khi chính quyền thành phố Memphis công bố đoạn video về vụ các sĩ quan cảnh sát hành hung ông Ty Nichols. Cha của Garner là ông Eric Garner cũng từng bị thiệt mạng khi bị cảnh sát New York bắt giữ vào năm 2014. Trong đoạn video ghi lại sự việc này thì ông Eric Garner liên tục kêu lên Tôi không thở được, tôi không thở được. Cái chết của ông đã dấy lên các cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ. Daniel Panleo là cựu sĩ quan sở cảnh sát New York kẹp chặt cổ ông Eric Garner khiến cho ông bị nghẹt thở, đã không phải đối mặt với cáo buộc hình sự và không bị sa thải khỏi sở cảnh sát cho tới năm 2019, tức là gần 5 năm sau khi sự việc xảy ra. Cô Garner nói như sau, đối với tôi, đó như một cái tác vào mặt, công lý không tồn tại, trong trường hợp này của Thai Nico thì công lý đã được thực thi nhanh chóng hơn. Nếu chúng ta có công lý từ năm 2014 thì liệu Thai Nico có phải chết hay không? Tôi không nghĩ như thế. Hàng ngàn MacBook thành rác vì bảo mật Apple nhiều máy MacBook trị giá nghe hàng ngàn Mỹ Kim trở thành phế liệu do Apple thắt chặt việc bảo mật, ngăn chặn người mới đăng nhập vào thiết bị. IDKL là công ty chuyên thu mua laptop Apple cũ để tân trang, thay thế bộ phận không thể sử dụng, từ đó cung cấp ra thị trường những chiếc máy tính với giá thấp, đồng thời giúp giảm rác thải điện tử ra môi trường. Nhưng theo John Bumstead, Chủ công ty tình trạng ngày càng khó khăn hơn vì chính sách của Apple, nhất là trong việc dùng khóa kích hoạt (activation lock) và tính năng bảo mật tích hợp trên chip. Trong nhiều trường hợp, giải pháp duy nhất là nghiền mạt do không thể tái sử dụng, dù chúng mới được sản xuất ít năm và vẫn trong tình trạng hoàn hảo. Giới am hiểu thị trường nhận định giai đoạn tràn ngập máy tính bị khóa kích hoạt chuẩn bị diễn ra, đó là những máy tính được các tập đoàn lớn hay trường học mua trong giai đoạn 2018 đến 2019 và bắt đầu vào thời kỳ thanh lý. Trong trường hợp của Bumstead, ông cho biết phải giải pháp hiệu quả là gửi thông tin tài khoản iCloud cho công ty kiểm soát và thông tin máy cho Apple. Hãng sẽ kiểm tra hồ sơ thiết bị, truy vấn với chủ sở hữu ban đầu và nếu họ không có phản đối, thiết bị sẽ được mở khóa. Tuy nhiên, quá trình này có thể mất hơn 30 ngày. Một bản tin liên quan tới điều kiện gia nhập vào nhóm 1% siêu giàu tại nước Mỹ. Nếu bạn muốn thuộc về 1% những người có lợi tức cao nhất của nước Mỹ, thì một gia đình sẽ cần phải có lợi tức hàng năm là hơn nửa triệu Mỹ Kim. Số liệu được trích dẫn từ một cuộc phân tích của trang web tài chính cá nhân có tên là Smart Asset, thì theo Business Insider, con số này rất khác nhau giữa các tiểu bang. Cuộc nghiên cứu cho thấy, có 80% các tiểu bang có mức độ là 1% số người giàu có cao nhất nằm dọc theo bờ biển phía đông và phía tây của nước Mỹ, bao gồm tiểu bang Connecticut với lợi tức hàng năm của những gia đình này là 896.490 Mỹ Kim, tiểu bang Massachusetts là 810.256 Mỹ Kim, tiểu bang New York là 777.126 Mỹ Kim, New Jersey là 760.462 Mỹ Kim, California

lợi tức thấp nhất để lọt vào top 1% những người có lợi tức cao nhất của nước Mỹ, bao gồm West Virginia, có lợi tức hàng năm tính theo mỗi gia đình là 350.212 Mỹ Kim, Mississippi là 361.462 Mỹ Kim, New Mexico là 384.427 Mỹ Kim, Arkansas là 411.633 Mỹ Kim, tiểu bang Kentucky là 412.836 Mỹ Kim để đủ điều kiện nằm trong nhóm 5% những người giàu có trên toàn quốc thì một gia đình tại nước Mỹ cần phải có mức lợi tức trung bình là 240.712 mỹ kim một năm. Còn theo Statista thì nhóm 1% những người siêu giàu của nước Mỹ sở hữu tới 31% tổng số tài sản của nước Mỹ trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm ngoái. Trong khi đó có 50% dân số tại nước Mỹ có lợi tức thấp nhất chỉ sở hữu có vỏn vẹn 3.2% tài sản của nước Mỹ. Sự bất bình đẳng về lợi tức đang gia tăng trong nước Mỹ. Một bản báo cáo của cơ quan điều tra dân số Hoa Kỳ công bố vào năm 2022 cho thấy, chỉ số Gini đo lường sự phân bổ lợi tức của một quốc gia đã tăng 1.2% từ năm 2020 tới năm 2021, cho thấy mức độ chênh lệch lợi tức lớn hơn tại quốc gia này mắc kẹt vì quy định nghỉ việc phải thông báo trước 4 tháng. Quy định xin nghỉ việc trước 120 ngày khiến nhân viên của Concentra, một cơ sở chăm sóc sức khỏe hàng đầu ở Mỹ, cảm thấy mắc kẹt, trong khi hàng ngày họ phải làm khối lượng công việc lớn và thiếu thời gian nghỉ ngơi. Bloomberg đưa tin một bác sĩ của Concentra cho biết hàng ngày phải tiếp nhận 40 bệnh nhân là quá nhiều, trong khi thời gian nghỉ ngơi quá ngắn. Thế nhưng khi ông muốn nghỉ việc, thì công ty cho biết họ sẽ thực thi điều khoản hợp đồng, yêu cầu phải thông báo trước 120 ngày hoặc trả khoản tiền phạt tương đương với tiền lương của ông trong 4 tháng. Các nhân viên cũ từng làm việc với vai trò bác sĩ, y tá và trợ lý bác sĩ đều nói rằng Concentra buộc họ phải tuân theo quy tắc 4 tháng. Họ nói rằng các hình phạt nặng nề khiến họ không thể từ chức ngay. Giống các thỏa thuận không cạnh tranh, cấm thực hiện công việc tương tự ở nơi khác hay buộc hoàn trả chi phí đào tạo nghề, quy định nghỉ việc phải thông báo trước 4 tháng là một phần của xu hướng lao động ngày càng phổ biến và gây tranh cãi. Nhiều công ty đang sử dụng những điều khoản hợp đồng để gây khó khăn cho nhân viên muốn nghỉ và làm việc ở nơi khác. Theo bà Debra Bekowitz, tránh văn phòng tại cơ quan quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp dưới thời cựu tổng thống Barack Obama cho biết, việc hạn chế quyền tự do nghỉ việc của nhân viên y tế cũng có thể gây hại cho bệnh nhân. Số lượng sinh viên đại học tại nước Mỹ giảm mạnh. Trong năm học 2021 và 2022, nước Mỹ có hơn 20 triệu sinh viên ghi danh học đại học. Con số này thấp hơn khoảng 4 triệu người so với 10 năm trước đây. Bằng đại học từng được coi là tấm vé để bước vào tầng lớp trung lưu hoặc cao hơn. Tuy nhiên, nhiều người Mỹ hiện nay cho rằng chi phí để học đại học lại đắt đỏ, không quá cần thiết và mất quá nhiều thời gian để có được tấm bằng như thế. Điều này lý giải tại sao chỉ có 37% số người từ 25 tới 44 tuổi ở Hoa Kỳ có bằng cử nhân. Dữ liệu từ Trung tâm Thống kê Giáo dục Hoa Kỳ cho thấy, 38 cho tới 39% số sinh viên vay tiền trong giai đoạn năm 2012 đến năm 2017 đã không học xong đại học trong thợ khoảng thời gian đó. Nhiều người đang gánh nợ nần nhưng không có bằng cấp. Tính đến năm 2022, khoản nợ vay của sinh viên trung bình trên mỗi người vay là 37.113 Mỹ Kim. Trong một cuộc thăm dò khác thì có 51% số người trưởng thành tại Hoa Kỳ cho biết rằng chi phí giáo dục đại học đắt đỏ ảnh hưởng tới khả năng theo đuổi con đường học vấn của những người này. Cuộc nghiên cứu của quỹ Lumina cho hay 37% số người học đại học tại nước Mỹ đã trên 25 tuổi, 24% là phụ huynh và 64% làm việc toàn thời gian hoặc là bán thời gian. Với những người này thì hình thức học đại học theo kiểu truyền thống không phải lúc nào cũng hiệu quả. Một cuộc khảo sát hồi gần đây của Công ty Công nghệ Giáo dục Hoa Kỳ Jack cho thấy 78% sinh viên tại Hoa Kỳ muốn học trực tuyến nhiều hơn, 74% muốn thời gian học đại học ngắn hơn, nếu điều đó đồng nghĩa với việc học trả được học phí thấp hơn. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế diễn đàn dành cho các thành viên là chính phủ của 38 quốc gia kinh tế thị trường phát triển cho hay, 31% người Mỹ trong độ tuổi lao động bị hạn chế về kỹ năng kỹ thuật liên quan tới việc hiểu và sử dụng các hệ thống, các phương tiện cũng như các ứng dụng về kỹ thuật số. Đến đây, một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Chuyên gia Bắc Hàn cảnh báo chiến tranh lạnh mới trong khu vực. Hãng tin Yonhap ngày 30 Tây tháng Giêng đưa tin, một chuyên gia Bắc Hàn chỉ trích chuyến thăm của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đến Nam Hàn và Nhật Bản là tiền đề của sự đối đầu và chiến tranh vì nó mang lại đám mây đen của chiến tranh lạnh mới ở châu Á-Thái Bình Dương. Trong bài viết trên hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn KCNA, chuyên gia Kim tong myong tại Tổ chức Nghiên cứu Chính trị Quốc tế của Bắc Hàn cáo buộc chuyến thăm nhằm xúi dục việc lập phiên bản NATO châu Á. Ông Stoltenberg đến Seoul vào ngày 30 tây tháng Giêng trong chuyến thăm hai ngày. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nam Hàn Park Jin, ông cho rằng việc Bắc Hàn ủng hộ chiến dịch của Nga tại Ukraine đã làm gia tăng nhu cầu cho phần còn lại của thế giới, liên kết với nhau về nỗ lực an ninh. Theo kế hoạch, ông cũng sẽ đến Nhật trong hai ngày một loại kẹo có tên gọi là hơi thở của rồng, khiến cho nhiều trẻ em tại Indonesia bị phỏng dạ dày. Bộ trưởng Y tế của Indonesia là Masi Ren Rodu Vuvu cho hay, trong vòng 6 tháng cuối năm ngoái đã có 25 trẻ em bị phỏng dạ dày sau khi ăn món kẹo chứa niter lỏng có tên là Chiki Ngebu, có nghĩa là hơi thở của rồng. Đây là một món ăn đường phố được chế biến bằng cách nhúng những miếng kẹo hoặc những miếng ngũ cốc vào ni tơ lỏng. Người ăn loại này sẽ thở ra một làn khói khiến họ trông giống như một con rồng. Xuất hiện cách đây vài năm, loại kẹo có tên là hơi thở của rồng đang trở nên phổ biến hơn nhờ một xu hướng trên TikTok vào năm ngoái. Những đoạn video có viết tên là Hơi thở của rồng đã được xem 205 triệu lần và phần lớn quay cảnh những người trẻ tuổi vừa ăn những viên kẹo có màu sắc rực rỡ vừa thổi những đám khói ra khỏi miệng của họ. Nitơ lỏng không chỉ nguy hiểm khi tiêu thụ, hít khí nitơ lỏng vào trong một thời gian dài có thể gây ra khó thở trầm trọng. Vào năm 2018, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ tức là FDA đã đưa ra lời cảnh báo về sự an toàn của các sản phẩm thực phẩm mang tên hơi thở của rồng được chế biến bằng nitơ lỏng. Đã xuất hiện nhiều trường hợp bị thương vì ăn các sản phẩm này được chế biến bằng cách thêm nitơ lỏng dẫn tới việc nhiệt độ trong thực phẩm trở nên vô cùng thấp và cơ quan FDA cho hay những loại đồ ăn như thế thường là ngũ cốc có nhiều màu sắc được tẩm loại ni tơ lỏng hoặc là những miếng bánh phồng phô mai và khi ăn xong sẽ thở ra khói trắng. Trung Quốc cấp lại thị thực cho công dân Nhật Bản Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo cho biết quyết định nối lại việc cấp thị thực du lịch cho công dân Nhật Bản sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tây tháng Giêng. Hiện chưa rõ lý do dẫn tới quyết định trên, nhưng nó chỉ sẽ diễn ra hơn một tuần sau khi Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh thông báo dịch vụ cấp thị thực Trung Quốc bị cắt giảm vì Covid đã hoạt động bình thường trở lại. Trung Quốc cũng sẽ cho phép nối lại các tour du lịch theo nhóm tới 20 quốc gia từ ngày 6 tây tháng 2, nhưng Nhật Bản không nằm trong số các điểm đến được phê duyệt. Bắc Kinh hôm 1 tây tháng 10 đình chỉ cấp thị thực cho công dân của một số quốc gia, trong đó có Nhật Bản và hàng Nam Hàn, để trả đũa các biện pháp kiểm soát COVID của các nước này đối với du khách đến từ Trung Quốc. Tin đến từ Bangkok cho hay, con gái út của cựu Thủ tướng Thái Lan là ông Thaksin Shinawat tự tin cho rằng đảng Phu thai của cô sẽ giành được chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử vào năm nay. Cô nói như sau, đất nước Thái Lan giờ đây cần phải sửa đổi, cần phải có những chính sách tốt hơn và người dân cần có cuộc sống tốt hơn. Đảng của chúng tôi đã sẵn sàng và có khả năng giúp đỡ mọi người. Cô Pyotong Tan Sinawat cử ứng cử viên 36 tuổi đã nói trong cuộc vận động tranh cử ở tỉnh Nông Khai vào hôm 29 tháng Giêng. Hiện nay, cô dẫn đầu trong các cuộc thăm dò về ứng cử viên tranh cử chức vụ Thủ tướng của Thái Lan. Và cô khẳng định rằng bản thân cô đã sẵn sàng hoàn toàn để trở thành một trong ba ứng cử viên đại diện cho đảng Phu Thai. Hàng loạt các cuộc khảo sát cũng cho thấy đảng Phu Thai đang là đảng có khả năng giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội Thái Lan. Cô Pierre Thongham cho hay, đảng Phu Thai tự tin 100% về khả năng giành đủ số ghế trong quốc hội để thành lập một chính phủ riêng thay vì thành lập một chính phủ liên minh. Đảng Phu Thai đang thu hút cử tri bằng những lời cam kết gia tăng lương tối thiểu 70% và tăng giá nông sản trong khi cắt giảm giá năng lượng, nâng cao tốc độ tăng trưởng về kinh tế lên 5% hàng năm và mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế. Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 tới đây, khi có 500 thành viên của Hạ viện kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 23 tây tháng 3. Bị dân phản đối, Phần Lan tính trả gấu trúc cho Trung Quốc trước hạn. Giới chức Phần Lan đang cân nhắc trả lại hai con gấu trúc mượn của Trung Quốc từ năm 2018, do công chúng không hài lòng với số tiền khổng lồ chi ra để chăm sóc hai con vật này. Hai con gấu trúc có tên là Lumi và Piri, theo tiếng Phần Lan nghĩa là tuyết, có thể sẽ trở về quê hương Trung Quốc trước khi hợp đồng cho mượn 15 năm ban đầu hết hạn. Lý do là bởi sở thú Atari, nơi hai con vật sinh sống, không có đủ tiền để nuôi chúng. Theo Uactive ban đầu, nhiều người kỳ vọng Lumi và Piri sẽ trở thành điểm thu hút khách du lịch của sở thú. Tuy nhiên, đại dịch Covid và chi phí nuôi đắt đỏ khiến sở thú nợ nần chồng chất. Còn 10 năm nữa hợp đồng cho mượn mới kết thúc. Nhưng dự tính mỗi năm sở thú phải bỏ ra 1,5 triệu euro để nuôi Lumi và Piri. Cùng với khoản tiền khác, khoảng 1 triệu euro chuyển tới Trung Quốc như một phần khoản vay sinh sản. Chính quyền Phần Lan đã được đề nghị hỗ trợ, nhưng gần đây, Bộ Tài chánh nước này phải rút lại khoản tài trợ 5 triệu euro sau khi vấp phải sự phản đối từ người dân. Quyết định cuối cùng trong việc trả lại Lumi và Piri sẽ được đưa ra vào ngày 28 tháng 2. Giới chức đang xem xét thành lập quỹ tìm nguồn tài trợ cần thiết với cảnh báo hành động trả lại gấu trúc sẽ đem tới hậu quả về mặt thương mại. Nam Hàng truy tố chủ khách sạn gần nơi xảy ra thảm kịch Itaewon. Công tố viên của Nam Hàn quyết định truy tố chủ khách sạn Hamilton là khách sạn liền kề với địa điểm xảy ra thảm kịch dẫm đạp ở Itaewon với cáo buộc là khách sạn này đã chiếm dụng lề đường trái phép. Người đứng đầu khách sạn Hamilton có họ là Lee, 76 tuổi, bị buộc tội đã xây dựng trái phép các công trình gần tòa nhà chính của khách sạn và chiếm dụng con đường liền kề mà chưa có giấy phép. Các công tố viên cho biết đây là hành vi vi phạm lĩnh vực xây dựng và đường bộ. Họ cũng cho rằng việc khách sạn này cơi nới trái phép có thể đã khiến cho con hẻm trở nên hẹp hơn. Hôm 29 tháng 10 năm ngoái, thảm kịch xảy ra tại một lễ hội Halloween tại khu phố Itaewon ở thủ đô Hán Thành, khiến cho gần 160 người thiệt mạng. Đây là thảm họa chết chóc nhất xảy ra ở Nam Hàn trong nhiều năm qua. Mặc dù dự kiến đám đông có thể sẽ lên tới 100.000 người vào tối 29 tháng 10 năm ngoái, thế nhưng cảnh sát tại thủ đô Hán Thành chỉ đưa tới 137 sĩ quan cảnh sát tại khu phố Itaewon và tập trung vào việc giám sát tình trạng sử dụng ma túy cũng như tội phạm bạo lực. Cho tới nay, 17 người hoặc tổ chức liên quan tới tai nạn nói trên đã bị truy tố, bao gồm cựu trưởng đồn cảnh sát Yongsan là ông Lee Im Jae. Tai nạn ở Pakistan 40 người thiệt mạng không thể nhận dạng, một chiếc xe khách đang chạy thì lao khỏi cây cầu ở Tây Nam Pakistan và bốc cháy. Vụ tai nạn khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Ông Hamza Anjum, viên chức chính quyền quận Lasbella, tỉnh Balochistan của Pakistan xác nhận, các thi thể không thể nhận dạng được, có 3 người sống sót và đã được giải cứu. Chiếc xe được báo cáo là chở 48 hành khách khi tông vào một trụ cầu và chệch hướng. Theo hãng tin AFP, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rất thường xuyên ở Pakistan do chất lượng đường xá kém, xe khách thường xuyên nhồi nhét khách quá sức chứa, các biện pháp an toàn lỏng lẻo và lái xe liều mạng. Theo ước tính của tổ chức y tế thế giới, có hơn 27.000 người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ ở Pakistan vào năm 2018. Và đó là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam sau phần thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Một phụ nữ tại Việt Nam đã tạc xăng vào một cô gái rồi đốt cháy cô này giữa đường vì ghen tuông. Thấy chồng của mình cõng một cô gái trên lưng, cô Nguyễn Thị Diễm Phượng, 23 tuổi, đã cùng mẹ chồng dùng một lít rưỡi xăng tạc vào cô gái kia rồi châm lửa đốt, gây phỏng nặng cho cô gái đó. Hôm 30 tháng Giêng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, công an của huyện Duy Xuyên đã bắt giữ cô Nguyễn Thị Diễm Phượng cùng với mẹ chồng là bà Đặng Thị Thống Nhất, 44 tuổi, cùng cư ngụ ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn. Theo điều tra thì cô Nguyễn Thị Diễm Phượng cho rằng cô gái 28 tuổi kia ở Đà Nẵng có quan hệ tình cảm với chồng của cô vào sáng ngày 26 tháng Giêng vừa qua, cô Phượng đã nhìn thấy chồng của cô, cổng cô gái này, đi ra từ quán karaoke Quang Vinh ở thị trấn Nam Phước, nên đã cùng với mẹ chồng lao tới đánh ghen. Cô Phượng đã dùng một lít rưỡi xăng tạt vào cô gái kia và bật lửa đốt. Sau khoảng vài chục giây đồng hồ, ngọn lửa cao khoảng một mét đã được nhiều người dập tắt. Nạn nhân bị phỏng nặng và hiện nay đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng cô phượng khai rằng xăng và hộp quẹt được chuẩn bị từ trước trong những ngày qua đoạn clip dài hơn một phút này về việc đốt cô gái đang được lan truyền trên các trang mạng xã hội tại việt nam Mỹ thúc giục Cộng sản Việt Nam trả quyền tự do nghiệp đoàn cho công nhân. Chính phủ Mỹ đang thúc giục Cộng sản Việt Nam trả quyền tự do thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn lao động độc lập tại Việt Nam. Một bản tin của báo Nikkei cho hay, như vậy, ngày thứ Hai, 30 Tây tháng Giêng, Chính phủ Mỹ và Cộng sản Việt Nam đã đạt thỏa thuận về điều kiện chế độ Hà Nội, chấp nhận cho giới công nhân được quyền tự do thành lập các nghiệp đoàn độc lập. Nhờ vậy, Cộng sản Việt Nam được gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hiệp định được thương thuyết và thỏa thuận dưới thời tổng tổng thống của đảng Dân Chủ Barack Obama sau nhiều năm đàm phán. Tuy nhiên, khi ông Trump lên nắm quyền, ông đã ký lệnh rút ra khỏi hiệp định này ngay ngày đầu tiên ông chính thức ngồi vào Tòa Bạch Ốc đầu năm 2017. Sau đó, dù Mỹ rút ra, các nước còn lại vẫn tiến hành và đổi TPP thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, có hiệu lực từ 14 tây tháng Giêng năm 2019. Hiệp định này và Hiệp định Tự do Thương mại mà Hà Nội ký với Liên Âu EVFTA vào tháng 6 cùng năm cũng có điều khoản đòi hỏi Cộng sản Việt Nam để giới công nhân được quyền tự do nghiệp đoàn theo một lộ trình. Cho tới nay, tổ chức công đoàn tại nhiều xí nghiệp ở Việt Nam đều là các tổ chức lao động trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và điều hành theo các nhu cầu chính trị của nhà cầm quyền. Bởi vậy, hệ thống tổ chức này không bảo vệ quyền lợi của giới công nhân, nên hàng ngàn các vụ đình công đòi lương tăng và đòi hỏi cải thiện điều kiện làm việc đều do công nhân tự phát tiến hành. Khi điều trần ở Ủy ban châu Âu ngày 10 tây tháng 10 năm 2018, 8 tại Brussels Bỉ, một số nhà tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam đã khuyến cáo rằng chế độ Hà Nội sẽ tìm đủ mọi cách cản trở giới công nhân thành lập công đoàn độc lập dù luật lệ cho phép vì nó đi ngược lại quyền lợi của độc tài đảng trị. Người dân tại Việt Nam tấp nập đi mua vàng trước ngày vía thần tài Trước ngày Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, rất đông người tại Hà Nội đã tới các cửa hàng lớn để mua vàng. Các sản phẩm được mua đa số vẫn là nhẫn tròn trơn và những miếng vàng tự chế tác. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú nhuận gọi tắt là PNJ ở khu vực Hà Nội đã cho niêm yết giá vàng nhẫn tự chế ở mức là 2.364 cho tới 2.416 Mỹ Kim, tức là giảm 5 Mỹ Kim so với ngày hôm trước. Tương tự thì giá các mặt hàng vàng 24 carat tại đây cũng giảm đi, giá bán ra ở mức là 2.330 Mỹ Kim. So với những năm trước thì những sản phẩm vàng theo bộ siêu tập năm mới hoặc là vàng thần tài năm nay được sản xuất ít hơn. Nguyên nhân phần lớn là mặc dù ngày vía thần tài nhưng số lượng vàng bán ra thường thấp hơn nhiều so với vàng nhẫn trơn hoặc là vàng miếng với khả năng đầu tư cao hơn với các mặt hàng vàng bạc theo bộ sưu tập năm quý bảo hoặc là vàng thần tài. Khách hàng đa số mua thêm với số lượng nhỏ từ 1 cho tới 5 chỉ vàng để làm quà tặng mà thôi, thay vì mua với mục đích đầu tư. Mặt khác, giá vàng hôm nay ở trong nước giảm đi do giá vàng của thế giới cũng giảm đi, trong khi nhu cầu mua của người dân thì tăng lên. Trong những ngày tới, và đặc biệt là ngày hôm nay, 31 tỷ tháng Giêng, đó là ngày vía thần tài. Nhu cầu mua vàng của người dân sẽ tăng cao và giá vàng có thể tăng mạnh trở lại giáo hội yêu cầu lễ cầu an phải tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam đã có văn bản gửi ban trị sự giáo hội các tỉnh thành phố tăng ni các chùa về việc tổ chức lễ cầu an đầu năm trong đó yêu cầu phải tránh các yếu tố mang tính hình thức dịch vụ tâm linh theo đó hội đồng trị sự đề nghị các chùa cơ sở tự viện và tăng ni tổ chức tụng kinh cầu an và thuyết giảng về ý nghĩa luật nhân quả của Phật giáo. Khi tổ chức thực hành các nghi lễ cầu an phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung không phù hợp với truyền thống của Phật giáo. Những năm trước thời điểm dịch Covid, báo chí đã phản ánh nhiều câu chuyện lộn xộn như hàng trăm người ngồi tràn cả ra lòng đường trước chùa Phúc Khánh ở Hà Nội khi tham dự lễ cầu an hay ở một số chùa lễ cầu an biến tướng thành dịch vụ tâm linh với giá cả niêm yết như một thứ hàng hóa ngoài thị trường. Tiếng liên quan tới việc điều tra vụ trộm 4 pho tượng ở chùa Bửu Minh, vào ngày 30 tháng Giêng, Ủy ban Nhân dân huyện Chiêu Pa của tỉnh Gia Lai xác nhận chùa Bửu Minh ở thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chiêu Pa đã bị kẻ gian đột nhập và lấy đi 4 pho tượng quý. Theo các vị sư tại chùa này cho hay, vào tối mùng 6 Tết vừa qua, lợi dụng lúc đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào chùa Biểu Minh ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai, lấy trộm 4 pho tượng trị giá 300 triệu đồng Việt Nam, tương đương 12.780 Mỹ Kim. 4 pho tượng bị mất gồm tôn tượng bổn sư với chất liệu bằng đồng mạ cao 1m2, tượng gỗ hương cao 90cm, tượng Phật Di Đà gỗ mít cao 90cm, tượng bổn sư đồng kỵ cao 40cm. Tổng giá trị của bốn pho tượng này lên tới gần 300 triệu đồng. Hiện nay, nhà chùa đã trình báo sự việc cho cơ quan công an. Ông Nay Kiên là chủ tịch của huyện Chipa cho biết rằng ông đang chỉ thị cho lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc này. Chùa Bửu Minh được xây dựng từ những năm 1935 cho tới năm 1936, tọa lạc trên khu vực đồi chè tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chipa, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 15 cây số. Cuộc điện thoại cứu mạng nam du khách rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân. Sau gần 5 ngày gặp nạn nằm dưới vực sâu tại bãi sủng cỏ ở đèo Hải Vân, Đà Nẵng, nam du khách 27 tuổi được giải cứu thành công nhờ gọi được cuộc điện thoại. Theo thông tin gia đình cung cấp, sau khi bị rơi xuống vực sâu, anh Bùi Xuân Huy, 27 tuổi, trú Sài Gòn, đi phượt một mình từ 4 ngày trước, tự tìm cách leo lên nhưng bất thành vì địa hình hiểm trở, bản thân bị thương nhiều nơi, trên cơ thể. Tối 29 tháng Giêng, anh Huy dò được sóng điện thoại, gọi điện báo tin cho gia đình. Ngay sau đó, người thân của anh Huy gọi điện cho công an Đà Nẵng nhờ cứu nạn. Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Công an quận Liên Chiểu đã huy động xe chuyên dụng có mặt tại đèo Hải Vân, khu vực bãi sủng cỏ tìm kiếm nạn nhân. Thời điểm đó, thời tiết Đà Nẵng có mưa to và rất lạnh. Đến khoảng 1 giờ 50 phút ngày 29 chín tháng Giêng, tổ tìm kiếm phát hiện xe máy do nạn nhân bỏ lại trên đường. Cách trục đường chính ở đèo Hải Vân khoảng 5,5 km. Đến 3 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn phát hiện nạn nhân mắc kẹt dưới gành đá sát biển, cách vị trí dựng xe máy khoảng 4 km. Lúc này, nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương người lã đi vì đói và rét. Do địa hình hiểm trở, lực lượng cứu nạn đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Đà Nẵng dùng cano chuyển nạn nhân bằng đường biển. Bệnh viện Đà Nẵng cho biết hiện sức khỏe nam du khách rơi xuống vực sâu ở đèo Hải Vân đã dần ổn định. Các công ty lớn như là Facebook, Google, Apple đã nộp gần 90 triệu Mỹ Kim thuế đầu năm cho Việt Nam theo Tổng cục Thuế của Việt Nam vào ngày 30 tháng Giêng, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài đã kê khai và nộp khoảng 1.800 tỷ đồng Việt Nam tiền thuế cho thông qua cổng thông tin điện tử dành cho các nhà cung cấp nước ngoài. Cụ thể, công ty Meta là công ty chủ quản của Facebook nộp 33.5 triệu Mỹ Kim, công ty Google nộp khoảng 28.8 triệu Mỹ Kim, công ty Apple nộp 7.413 triệu Mỹ Kim. Sau hơn 8 tháng, thì Tổng cục Thuế của Việt Nam cho hay đã có 45 các nhà cung cấp nước ngoài từ nhiều quốc gia như là Hoa Kỳ, Hòa Lan, Nam Hàn, Singapore và Hồng Kông ghi danh, khai và nộp thuế trực tiếp qua trang web này. Hiện nay có 6 nhà cung cấp nước ngoài lớn đó là Meta, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple chiếm 90% thị phần trong dịch vụ thương mại điện tử trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam thực đã được thực hiện việc ghi danh khai thuế và nộp thuế ngay tại Việt Nam. Nhóm du khách Nga xin tiền ở Phú Quốc để đi du lịch ba ông du khách Nga ra chợ Dương Đông, thành phố Phú Quốc cầm bản ghi nội dung cần người dân ủng hộ tiền để họ đi du lịch. Hôm 30 tây tháng Giêng nói với báo đài, ông Huỳnh Quang Hưng, chủ tịch thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang cho biết đã yêu cầu công an địa phương tìm hiểu về việc nhóm du khách Nga cầm bản xin tiền ở chợ Dương Đông để đi du lịch. Theo tôi, có thể đây là hành vi để chụp hình câu like của nhóm du khách này mà thôi. Tuy nhiên, tôi cũng đã yêu cầu lực lượng công an tìm hiểu và sẽ có báo cáo sớm. Cùng ngày nói với báo riêng, ông S ngụ thành phố Phú Quốc cho biết đã nhận được điện thoại của một cán bộ công an Phú Quốc yêu cầu ông S gỡ khỏi trang Facebook cá nhân những hình ảnh du khách Nga cầm bản xin tiền, và ông S đã đóng nội dung này trên mạng xã hội. Trước đó, chiều 28 tháng Giêng, người dân đường Dương Đông, thành phố Phú Quốc xôn xao chen nhau dưới chân cầu Nguyễn Trung Trực ở đường Ngô Quyền, ngõ vào chợ Dương Đông để cho tiền và chụp hình ba thanh niên cầm bản xin tiền. Trên đó ghi nội dung bằng tiếng Việt Xin chào, chúng tôi đến từ Nga. Chúng tôi đã đi du lịch mà không có tiền trong năm năm nay. Hãy ủng hộ hành trình của chúng tôi. Cảm ơn. Bên cạnh những người cho tiền du khách nước Nga, một số người dân bày tỏ quan điểm ngược lại. Chị Văn Thị Hồng ở đường Trương Đông cho rằng không nên cho tiền nhóm người này mà hãy cho những người dân nghèo trong nước còn thiếu ăn, thiếu mặt. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng du khách người Nga xin tiền ở Phú Quốc. Hồi tháng 8 năm 2017, từng có cô gái mang tên Anastasia, quốc tịch Nga, ngồi thiền xin tiền trên vỉa hè đường Đường Trần Phú. Sau khi bị cơ quan hữu trách xử lý, cô gái này lặng mất tâm. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 10 năm 2018, cô Anastasia trở lại Phú Quốc và tiếp tục xin tiền, khiến nhiều cơ quan ở Phú Quốc đau đầu. Trong đó, cơ quan bị làm phiền nhiều nhất là Trung tâm Y tế Phú Quốc, bởi cô đến đây điều trị bệnh nhưng khi khỏi bệnh rồi vẫn không chịu rời đi, buộc đơn vị này phải cầu cứu công an địa phương. Và đó là những bản tin Việt Nam. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một số cơ sở thương mại trước khi quay trở lại cùng những bản tin địa phương. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Lượng tuyết rơi đã đạt được 100% mức trung bình hàng năm tại tiểu bang California. Với hơn 2 tháng còn lại của mùa mưa tuyết, thế nhưng lượng tuyết rơi ở vùng núi San đã đạt được 100% mức trung bình hàng năm của California. Các nhà khí hậu học từ trường đại học University of California, Berkeley công bố vào hôm thứ Hai, 30 tháng Giêng. Họ nói như sau, một lớp tuyết mới dày khoảng 3 inch trong 24 giờ đồng hồ vừa qua, nâng tổng số lượng tuyết rơi trong mùa lên tới khoảng 30 feet. Các nhà khí học của Trung tâm Central Sierra Snow Laboratory của trường đại học UC Berkeley thông báo với các con số trên Twitter cùng với một biểu đồ cho thấy lượng tuyết tiếp tục kỷ lục trong mùa đông năm nay. Thông thường, vào ngày 1 tháng 4 thì lớp tuyết dày lên ở mức cao nhất. Do đó, cách tính toán về tuyết rơi được so sánh ở mức trung bình của ngày này. Mặc dù thời tiết trở nên khô ráo hơn rõ rệt kể từ khi các cơn bão mùa đông ập vào bờ Tây của nước Mỹ hồi đầu năm mới, thế nhưng băng tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống dày đặc trên toàn tiểu bang California. Bộ Tài nguyên nước California cho hay lượng nước từ tuyết tan tương đương trên toàn tiểu bang là 210% so với mức bình thường vào ngày 30 tháng Giêng là 129% so với mức trung bình vào ngày 1 tây tháng 4 và lượng tuyết đang ở trong tình trạng tốt trên toàn tiểu bang california vào thời điểm này so với những năm gần đây Garden Grove tìm thấy thi thể thứ nhì ở Haster Basin Recreational Park. Lần thứ nhì trong chưa đầy một tuần, một thi thể khác được tìm thấy tại Haster Basin Recreational Park, Garden Grove. Theo báo Tribune cho biết, Sở Cứu Hỏa Orange County cho biết nhân viên cứu hỏa đã nhận được một cuộc gọi xin hỗ trợ y tế vào lúc 8 giờ 40 phút sáng ngày 29 tháng Giêng tại khu vực Haster Street và Lamson Avenue. Nhân viên cứu hỏa tìm thấy một thi thể của người đàn ông trong một khu vực hạn chế. Hai đội kỹ thuật cùng với nhân viên nhóm Urban Search and Rescue đã đưa thi thể này ra ngoài với sự trợ giúp của Sở Cứu Hỏa Anaheim. Nguyên nhân cái chết đang được cảnh sát Gun Grove điều tra. Trước đó vào tối Chủ nhật 22 tây tháng Giêng, thi thể một người phụ nữ cũng được tìm thấy trong cống thoát nước ngay tại công viên Haster Basin này. Sự việc đó cũng đang được cảnh sát Gun Grove điều tra. Thành phố Alhambra, vinh danh Brandon C như là một anh hùng đã ngăn chặn được tay súng ở Monterey Park. Brandon Stay, chuyên viên lập trình 26 tuổi, người đã dùng tay không tước vũ khí của tay súng bắn chết 11 người tại một vũ trường ở Monterey Park, California, đã được thành phố Alhambra vinh danh vào hôm 30 tháng Giêng vì hành động anh hùng của anh này vào đêm giao thừa xuân quý mão 2023. Brandon được ca ngợi là đã cứu vô số mạng sống khi anh ta giật súng khỏi tay hung thủ Trần Hữu Cần tại vũ trường ở Alhambra, sau khi người đàn ông Việt Nam 72 tuổi này bắn chết 11 người tại vũ trường Star Ballroom ở thành phố Monterey Park, đã vắt súng chạy đến vũ trường Lai Lai ở Alhambra, nơi mà Brandon làm việc cho gia đình nhằm lập lại vụ thảm sát. Camera an ninh ghi lại hình ảnh Brandon tay không tất sắc nhưng đã can đảm lao vào giật súng từ tay hung thủ. Trong buổi lễ vinh danh sở cảnh sát Alhambra trao tặng cho Brandon huy chương can đảm và các nhà lập pháp địa phương cùng như tiểu bang đã trao cho thanh niên 26 tuổi này những bằng tưởng lục về hành động anh hùng của anh anh nói như sau tôi nhận ra rằng cuộc sống thật mong minh tôi cảm thấy chúng ta với tư cách là một cộng đồng hãy nên dành thời gian quý báu của mình để liên lạc với nhau hầu hết các nạn nhân mà tôi đều quen biết họ luôn tới vũ trường và tôi coi họ là những người bạn họ là một trong những người dễ thương nhất mà tôi từng gặp riêng dân biểu judy chu là thành viên của đảng dân chủ đại diện cho tiểu bang california tại hạ viện hoa kỳ đã trao cho brandon bằng tưởng lục của quốc hội Brandon và người chị có tên là Brenda Stay, điều hành vũ trường Lai Lai, nơi mẹ của họ quản trị trước khi bà qua đời. Riêng Tổng thống Joe Biden cho hay vào tuần trước, ông đã có một cuộc điện thoại với Brandon và nhấn mạnh rằng đây là một anh hùng thực sự. Thay vì bỏ chạy, Brandon nghĩ rằng mình chắc sẽ chết, nhưng sau đó thanh niên này nghĩ về những người khác bên trong vũ trường. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày mới bình an. Xin kính chào tạm biệt.